Chào các bạn, tôi là Cryon đến phục vụ cho từ trường trái đất. Bài dẫn kinh ngày hôm nay là bài dẫn kinh cuối cùng trong ngày đầu tiên của lớp học. Tôi đã nói với người cộng sự của tôi rằng tất cả những bài dẫn kinh mà được biết đến là dẫn kinh, bạn có thể dễ dàng nhận ra chúng, thì tất cả đều sẽ được miễn phí. Chúng sẽ ở một nơi mà ngay cả những người chưa bao giờ tham dự lớp này cũng có thể nghe thấy bài dẫn kinh. Và bởi vì điều này, vì một vài điều mà tôi đang nói tới đây có thể không có ngữ cảnh, bởi vì thông điệp này đến vào cuối buổi học. Những lời dạy cô đọng liên kết trực tiếp tới những kinh nghiệm trong đời sống. Và những lời dạy này là về 12 lớp của DNA, một trong những quyển sách mà tôi và người cộng sự của tôi đã viết nên. Nó cho các bạn biết về bậc thầy huyền bí ở bên trong mỗi con người. Như tôi đã nói trước đây trong bài dẫn kinh, rằng phải mất rất lâu cho tới khi những lời này được giải thích một cách học thuật, với những ví dụ trong đời sống, những gì đã xảy ra kể từ khi sự chuyển đổi đến vào năm 2012. Và nó sẽ được diễn giải theo cái cách mà dễ hiểu hơn đối với nhiều người, và rằng lớp học này chỉ vừa kết thúc trước khi bài dẫn kinh bắt đầu. Vậy nên, bài này chủ yếu là dành cho những người đã tham gia vào lớp học. Các bạn thân mến, liệu có khả năng nào rằng ở bên trong bạn, cái thứ mà được gọi là DNA thật ra là một trung tâm chuyển tiếp cho rất nhiều điều khác mà bạn hoàn toàn không có khái niệm nào về chúng? Chúng ta có thể nhảy tới một trong những cái kỳ lạ nhất nếu như các bạn muốn, hoặc là chỉ đơn giản là học về một thứ mà bạn đã từng biết. Vậy chúng ta hãy nói về một điều khác nhé. Một vài người trong các bạn đã mất đi những người bạn yêu quý, có thể là cha, là mẹ, một người phối ngẫu, và các bạn đang đau khổ. Suốt nhiều năm, các bạn cứ học những điều mà vẫn còn đang tiếp diễn trong đời sống. Các bạn có những giấc mơ, các bạn không chỉ có thể cảm nhận họ, mà còn có thể ngửi thấy mùi của họ nữa. Bởi vì mỗi con người đều có một mùi hương riêng đặc trưng của mình, và các bạn có thể thấy mùi hương đó xảy đến ở bên trong phòng thay đồ, ở trên quần áo của họ. Bạn có thể ngửi thấy họ, hoặc thậm chí có thể nghe tiếng của họ nữa. Và tôi đang hỏi các bạn, điều này tại sao lại xảy ra? Có những người sẽ nói rằng đó chỉ là do bộ não của bạn tưởng tượng ra mà thôi, bởi vì thật sự là bộ não của bạn nhớ về mọi thứ, và nó có một trí nhớ, một khả năng để làm được điều này. Và tôi nói với các bạn này, các bạn thân mến, có thể bộ não của các bạn chính là nơi mà bạn sẽ nhớ ra, đó là nơi mà ký ức của các bạn được gửi đến, nhưng nó được chứa đựng, lưu trữ ở trong DNA của bạn. DNA của bạn là một hệ thống phân phối. Nó là một nơi tiếp nhận và lưu trữ. Nó là một hệ thống lưu trữ vô cùng tuyệt diệu. Số lượng các loại chất hóa học ở bên trong DNA của bạn thì vô cùng tuyệt diệu, và chúng tôi đã từng nói rồi. Các dự án nghiên cứu về bộ gen của con người đã khám phá ra có tới 3 tỷ chất hóa học ở bên trong chỉ một phân tử DNA. Một con số rất đáng ngạc nhiên, đúng không? Nhưng cái điều còn đáng kinh ngạc hơn là như thế nữa, đó chính là chỉ ít hơn 5% bộ gen của bạn thực sự hoạt động hết công suất. Và câu hỏi chúng tôi đã đưa ra cho các bạn trước đây là: vậy thì cái phần còn lại của chúng làm cái gì? Và câu trả lời đó chính là: đó là một hệ thống lưu trữ. Thậm chí còn hơn cả một hệ thống lưu trữ, đó là một hệ thống ghi nhớ. Thậm chí còn hơn như vậy nữa, đó là một hệ thống thuộc về linh hồn của các bạn. Những gì mà DNA chứa đựng, nó được lưu trữ và truyền từ đời này sang đời khác. Đời đã, Cryon,
Làm cách nào mà điều này có thể là sự thật được? Bởi vì khi bạn được sinh ra với những gia đình khác nhau, với những DNA khác nhau, và tất cả những điều này, đó chính là một phép màu. Nếu như các bạn muốn gọi cái mà các bạn gọi là linh hồn, nó mang những dấu ấn, và những dấu ấn này chứa đựng ở bên trong hàng sáng tạo để khi bạn sinh ra trên hành tinh này, một lần nữa, những gì bạn đã học được sẽ được gửi đến cho bạn để bạn không phải học lại chúng. Và đó là điều khiến cho một linh hồn già khác với một linh hồn trẻ. Những ghi nhớ về kiếp trước đã sống trên hành tinh, những người bạn đã yêu, những người bạn đã mất, và thậm chí một lần nữa, những tia lửa gợi nhớ khi mà Twin Flames, linh hồn song sinh của bạn gặp lại nhau, họ sẽ nhớ ra họ đã từng có với nhau những gì, hoặc nói cách khác, linh hồn sẽ được tái hợp nhất. Tất cả đều có ở đó, đó là một hệ thống lưu trữ tuyệt vời, tuyệt đẹp, và đó chỉ là một hệ thống của sự ghi nhớ. Nhưng bạn sẽ không cần phải chết đi rồi quay trở lại thì nó mới có thể hoạt động. Nó chứa đựng tinh túy của người mà bạn đã yêu thương và đã mất đi. Và khi bạn đi trên con đường tâm linh, nếu như DNA của bạn là một phần của hệ thống linh hồn mà tôi đã nói với các bạn trước rồi đấy, rằng những linh hồn là một nhóm và rằng các bạn đến cùng với một nhóm nghiệp, và những người mà bạn yêu thương đã mất đi có lẽ cũng đã thuộc về nhóm này, có nghĩa rằng họ vẫn đang sống bên trong bạn. Bạn cảm thấy sao? Thông tin này có làm cho bạn kinh ngạc lắm không? Chẳng phải đây là một sự huy hoàng tuyệt vời hay sao? Rằng tất cả các bạn, những người đã đi cùng với nhau, những người đồng điệu với nhau, nó giải thích cho bạn mọi thứ. Nó giải thích tại sao họ vẫn còn đang ở với bạn và bạn vẫn có thể cảm nhận được họ. Nó giải thích tại sao họ vẫn đang nói với bạn rằng mọi chuyện ổn, ổn cả thôi, tất cả đều ổn cả. Đó là lý do mà bạn bắt đầu cảm thấy được vui vẻ trở lại khi họ tiếp tục nâng đỡ và cổ vũ cho bạn. Họ đưa đến cho bạn những niềm vui trong cuộc sống, những thứ mà nỗi u sầu có thể thường không mang đến cho bạn. Và rồi bạn bắt đầu đi tới những điều đơn giản hơn, thậm chí đơn giản hơn là những thứ đang có mặt sẵn. Đó chính là DNA. Nó là một anten tiếp nhận. Tiếp nhận tâm thức. Bạn tạo ra những gì thì nó sẽ tiếp tục lưu truyền điều đó, và nó sẽ lại tái sáng tạo nó cho bạn, cùng với bạn, ở bên trong chính thân thể của bạn. Tâm thức và DNA ở cùng nhau. Nó là một cỗ máy sáng tạo. Và sự sáng tạo đó đối với các bạn thân mến, đó chính là sáng tạo ra những thái độ của bạn. Liệu có thể không, nếu như bạn thức dậy vào buổi sáng và bạn nói lời khẳng định của mình, hoặc là một cảm giác của sự từ ái bình an, bạn sẽ nói, hãy để cho ngày hôm nay chỉ có những điều tốt đẹp xảy đến với tôi, và để cho tôi chúc lành cho một ai đó trong ngày này. Và khi bạn làm như vậy, bạn bắt đầu lái mình đi vào đúng hướng. Và thế là những cái ổ gà ở trong cuộc sống của bạn, những sự không hài lòng về cuộc sống nằm ở đây, nhưng bạn lại đi con đường khác rồi. Bạn thấy không? Đó là bởi vì bạn đã yêu cầu mình hãy làm việc khác. Liệu có thể rằng những gì mà bạn nghĩ, những gì mà bạn đạt được khi bạn nói lời khẳng định thực ra sẽ tạo ra một năng lượng mà nó sẽ lái bạn ra khỏi những rắc rối trong đời? Và tôi sẽ nói rằng còn hơn là có thể nữa đấy. Nó chính là động cơ của những linh hồn già. Các bạn có thể thay đổi cái hiện thực này, thay đổi cuộc sống bằng cách thay đổi suy nghĩ của bạn. Bao nhiêu người trong các bạn đã trải nghiệm được điều này? Các bạn đã gặp những người đúng, thậm chí họ đã cứu giúp cuộc sống của bạn. Bạn cứ nghĩ rằng đó chỉ là một sự ngẫu nhiên to đùng. Bao nhiêu người trong các bạn đã có được những kết quả đầy yêu thương về mọi thứ, và bạn thấy lặp đi lặp lại, nhiều thứ cứ đến và ăn khớp lại với nhau, mà các bạn đã chưa bao giờ nghĩ rằng chúng lại có thể đến với nhau và ăn khớp như vậy. Bạn có muốn điều chỉnh để làm sao cho cuộc sống của bạn lúc nào cũng xảy ra như vậy hay không? Nguyên do là ở chỗ đó, các bạn thân mến. Vấn đề không phải nằm ở sự thưởng và phạt, chẳng bao giờ là ở đó cả.
mà chính là ở tự do ý chí khi các bạn quyết định mình sẽ sử dụng cỗ máy này. Và các bạn đang học cách để làm sao sáng tạo ra hiện thực của mình. Nó đặt cho các bạn vào một vị trí lúc nào cũng giàu yêu thương. Bạn ở cái nơi mà lúc nào bạn cũng cảm thấy một niềm yêu thương ngọt ngào. Và vì vậy, dù cho chuyện gì xảy ra, bạn cũng có thể nói cảm ơn cho ngày hôm nay. Đã có những thử thách và tôi đã vượt qua chúng. Và vào những ngày tiếp theo, khi bạn nhận ra rằng mọi chuyện đều ổn thôi, và tại sao tất cả những điều này mà tôi đã không biết vào một thời điểm trước đó, và tôi đã vượt qua chúng. Thế nhưng, có lẽ vào ngày mai vấn đề này lại xuất hiện, và rồi ngày tiếp theo nó lại xuất hiện nữa, và tôi sẽ nhìn lại vào quá khứ và tôi sẽ nói, ôi trời, tôi không thể nào hình dung ra nổi làm cách nào mà tôi đã tạo ra cái lâu đài tuyệt diệu này cơ chứ, trong khi tay tôi không có gì cả, chỉ bằng cách đi theo trực giác, chỉ bằng cách đặt viên đá này ở trên hòn đá kia, lấy viên đá này bỏ sang trái, dịch chuyển viên kia sang phải. DNA, cái trung tâm tiếp nhận cao nhất và truyền tải dữ liệu của tâm thức, ký ức về sự nhân từ từ bi và sự huy hoàng vĩ đại nhất, hoặc bất cứ thứ gì mà các bạn đã tạo ra trong cuộc sống của mình. Các bạn có đang nghe tôi nói đó không? Bao nhiêu người trong các bạn đã dành rất nhiều thời gian, không, đừng trả lời tôi, bao nhiêu người trong các bạn đã dành thời gian để biến bản thân bạn trở thành một nạn nhân của mọi thứ? Trái đất này chống lại bạn, bạn bè chống lại bạn, tất cả các mối quan hệ mà bạn đã từng có đều kết thúc rất tồi tệ, và bạn cứ ngồi ở đó ở trong góc phòng, than van đủ thứ về bản thân mình, và các bạn biết rằng trái đất không phải là một nơi tốt để mà sinh sống. Thế nhưng đó là nơi mà bạn đang phải sinh tồn đấy. Nếu như tôi nói với các bạn, chính các bạn đã tự tạo ra cái hộp mà nhốt bạn ở bên trong đó, bạn cứ làm cho cái hộp đấy càng lúc lại càng mạnh mẽ hơn bằng cách lặp đi lặp lại lời nói của bạn, giống như đó là một cái thực đơn, và bạn cứ tích vào, tôi là một nạn nhân, đúng vậy, tôi là một nạn nhân, và điều này sẽ xảy ra, điều kia sẽ xảy ra, và rồi bạn có cả một danh sách những gì sẽ xảy ra với bạn. Có những người mắc chứng bệnh, họ lúc nào cũng nghi ngờ rằng họ mắc bệnh, và kết quả là họ mắc tất cả các bệnh đấy. Những người mà luôn tiến về phía trước, những người mà tin rằng họ có một hệ thống rất là khỏe mạnh, họ tin rằng họ đang đi đúng hướng, họ tin rằng họ sẽ chẳng mắc bệnh nào cả. Đó là những người, tôi sẽ nói với các bạn, họ sẽ thật sự không mắc bệnh. Việc này nói với bạn điều gì? Cái hiệu ứng giả dược này nói điều gì với bạn? Nhiều người vẫn đang uống những viên thuốc mà chẳng có bất cứ một hợp chất hóa học nào ở bên trong đó. Và họ đã hết bệnh, bởi vì họ mong đợi thuốc này sẽ chữa bệnh cho họ. Đó chính là DNA, các bạn ạ. DNA đang cho các bạn điều mà các bạn yêu cầu. Đó chính là sức mạnh của trung tâm tiếp nhận và truyền tải tất cả những gì đã có sẵn ở bên trong bạn. Chúng tôi sẽ cho các bạn một nghiên cứu vào những ngày này. Nó là một phần của những gì mà nó đã thật sự xảy ra, nhưng nó chỉ là sự khởi đầu. Thông điệp này là dành cho tất cả mọi người, dù cho bạn có trình độ học vấn như thế nào, hoặc là bạn có hiểu biết tâm linh đến đâu. Bài dẫn kinh này đang nói rằng cuộc sống của bạn có hy vọng, dù cho bạn có đang nghĩ rằng hành tinh này đang phải trải qua những gì, nhưng sự huy hoàng ở bên trong cơ thể của chính bạn là điều chắc chắn. Và đây là một sự thật tuyệt đối, hoàn toàn 100%. Chúng tôi quan tâm đến các bạn, chúng tôi biết tên của các bạn là gì. Và có lẽ chúng tôi đã chờ đợi bàn tay của bạn sẽ đưa ra và nắm lấy tay của chúng tôi và tiếp tục học hỏi phần tiếp theo về bạn là ai. Và đó là thông điệp cho ngày hôm nay.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Liên quan tới bài này, mình muốn chia sẻ một kinh nghiệm cá nhân liên quan tới việc mình, bản thân, trong mỗi người có một kho dữ liệu, bộ nhớ mà mình không hề biết rằng nó tồn tại. Chuyện xảy ra vào lúc mà mình mới tốt nghiệp đại học và mình đang trong những thời gian đầu thực tập làm hướng dẫn viên. Ngày hôm đó mình có một tour dẫn khách đi City Đà Lạt, thì trong chương trình sẽ có Thiền viện Trúc Lâm. Vi sinh ra trong gia đình Công giáo, vậy nên lúc đó kiến thức của Vi về Phật giáo rất là hạn hẹp. Ở chánh điện của Thiền viện Trúc Lâm có một bức tượng, tượng Phật cầm bông hoa sen giơ lên, đó là tích Liên Hoa Vi Tiếu. Vi đã không thể nào hiểu được cái tích đó. Cái tích đó là như thế này, rằng là Đức Phật, Ngài hay thuyết pháp, bao nhiêu người đến xem Ngài đó. Thì ngày hôm đó lại là một ngày rất là đặc biệt. Phật đến thuyết pháp nhưng Phật chẳng nói gì hết. Phật cứ ngồi im như vậy. Đại chúng ở phía dưới thì cũng im lặng chờ đợi. Nhưng mà suốt cả một thời gian dài chẳng nghe Phật mở miệng nói gì hết. Sau một hồi lâu thì Phật mới cầm bông hoa sen trên tay và đưa bông hoa lên cao, nhìn quanh khắp đại chúng. Thì lúc đó không ai hiểu ý Phật là gì. Chỉ có một người duy nhất, đó là Ngài Ca Diếp. Ông ấy nhìn Phật, nhìn hoa và nở nụ cười. Sau đó, Phật đã chọn Ngài Ca Diếp là người kế tục Ngài. Lý do là gì? Rất nhiều người đã dùng tích này giảng giải, viết sách và là một trong những tích rất là nổi tiếng ở trong Phật giáo. Vậy nên Vi đã tìm kiếm khắp nơi, đọc rất nhiều tài liệu. Thế nhưng Vi thật sự không đọc được bất cứ một lời giải thích nào mà nó đối với Vi là có ý nghĩa. Vậy nên Vi nhớ ngày hôm đó Vi đã dành cả một ngày chỉ để nghiên cứu. Thế là Vi mới đọc từ Liên Hoa Vi Tiếu, đọc sang tới Đức Bồ Đề Đạt Ma, rồi Tổ Thiền, đọc hết một vòng mà vẫn không hiểu được, không tìm được câu trả lời cho Liên Hoa Vi Tiếu. Nhưng mà rồi thì tới ngày làm việc thì mình vẫn phải làm thôi. Tới lúc đó, Vi vẫn dẫn khách đi đến trước tượng Phật và bắt đầu giải thích. Sau khi mà Vi vừa kể xong câu chuyện về tích của Liên Hoa Vi Tiếu, tới lúc Ngài Ca Diếp được Đức Phật chọn là người kế tục. Và đây là điều tiếp theo Vi đã nói. Khi bạn nhìn một người nào đó và bạn nở nụ cười, hai con người nhìn nhau không nói lời nào, chỉ mỉm cười với nhau thôi. Điều này có nghĩa rằng họ hiểu nhau. Họ hiểu nhau ở một mức độ từ bên trong. Họ phải hiểu nhau bằng một cách thần giao cách cảm nào đó. Đó là lý do mà khi họ nhìn nhau, họ đã biết được người kia có ý muốn nói như thế nào. Cả hai chỉ đơn giản là nhìn nhau và đã hiểu. Điều này có nghĩa là gì? Khi bạn nhìn một bông hoa, bạn thấy, ồ, hoa này đẹp quá. Khi bạn nhìn thấy một người xa lạ bạn chưa bao giờ quen và biết, thế nhưng bạn nhìn thấy người ấy và trong lòng của bạn trỗi lên một suy nghĩ, ồ, người này và mình chắc sẽ hợp nhau đây. Người này và mình chắc sẽ rất là quý mến nhau đây. Nhưng có những người khi bạn lần đầu tiên nhìn thấy người ấy, bỗng nhiên bạn biết rằng mình không muốn giao tiếp với người này, mình muốn tránh xa người này ra. Vậy thì làm sao bạn biết những điều này? Làm sao bạn nhìn vào một bông hoa và bạn nói đây là đẹp? Ai đã dạy cho bạn đẹp là gì? Làm sao mà bạn biết được người này thì tốt, người này thì xấu? Ở đâu ra tất cả những tri thức đó? Ai đã dạy cho bạn như thế nào là đẹp? Không ai cả. Tự bên trong bạn, bạn biết. Điều này có nghĩa rằng ở bên trong bạn có một khối kiến thức khổng lồ. Những điều mà tự trong bạn, bạn đã biết, không cần ai phải dạy dỗ gì cả. Đạo Phật nói rằng tất cả những tri thức trên đời đều đã nằm ở bên trong mỗi người. Thiền định là một thực tập quan trọng trong Phật giáo. Thiền định có nghĩa là làm lắng dịu. Hãy tưởng tượng một mặt hồ đang dậy sóng. Nếu như mặt hồ đấy yên tĩnh lại, lắng dịu đi trong những ngày không có gió, nước hồ trong vắt, lắng động. Và khi nước trong, bạn có thể nhìn thấy được đáy hồ. Một người khi tâm trí lộn xộn ở bên trong suy nghĩ đủ thứ,
người đó sẽ bị ồn ào và người đó không thể nhìn thấy được cái kiến thức này. Nhưng khi thực tập thiền định, mặt hồ bên trong mỗi người sẽ lắng xuống và những kiến thức bắt đầu nở rộ ra, và hai người có thể chỉ cần nhìn nhau và có thể hiểu được người kia đang muốn nói gì. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật và ông Ca Diếp chắc chắn đã đạt tới một mức độ giao tiếp thần giao cách cảm nào đó mà có thể chúng ta không hiểu được. Nhưng họ thật sự đã có thể giao tiếp với nhau chỉ bằng cách nhìn vào nhau, nhìn vào bông hoa sen rất đẹp ở trên tay. Đôi khi, hai người sẽ gần gũi nhau nhất khi hai người không nói gì với nhau cả. Đặc biệt là các cặp tình nhân, họ hiểu được điều này. Đôi khi, lời nói thật sự không thể nào diễn tả được tất cả những cảm xúc khi hai người yêu nhau nhìn vào mắt nhau. Chúng ta giao tiếp với nhau bằng lời nói, nhưng lời nói có thật sự là cái duy nhất hay không? Đôi khi người ta sử dụng lời nói là để nói dối, là để che lấp đi một điều gì đó người ta không dám biểu lộ, là để nói lái, nói tránh, nói né. Và ngay cả khi ta dùng lời nói này để diễn đạt một sự thật, thì lời nói này rất là giới hạn. Bạn có cảm nhận được điều đó không? Khi mà có những thứ, những cảm xúc bạn không thể nào nói thành lời, bạn không thể biểu đạt hoàn toàn những cái mà mình suy nghĩ. Chính vì vậy mà lời nói rất giới hạn, và nếu như ta có thể sử dụng một cách giao tiếp khác mà không phải dùng lời nói giới hạn, thì có lẽ đó là thần giao cách cảm. Và vì vậy mà có lẽ ông Ca Diếp và Đức Phật, họ đã có thể giao tiếp với nhau ở tầm mức này. Vi đã nói với khách như vậy, và sau khi Vi nói xong, chính bản thân Vi còn ngạc nhiên. Sau đó, ở chùa Trúc Lâm còn có cái chuông và cái trống. Ở trên chuông ở chùa Trúc Lâm, người ta khắc nhiều hình Đức Bồ Đề Đạt Ma, hình ông Bồ Đề Đạt Ma quẩy cái giày ở sau lưng. Vi bắt đầu kể câu chuyện của ông Bồ Đề Đạt Ma. Câu chuyện này vào ngày hôm trước, hôm đi hướng dẫn, Vi đã đọc được. Sau này thì Vi phát hiện ra còn có nhiều phiên bản khác. Vậy nên câu chuyện này Vi kể là kể lại câu chuyện của riêng Vi thôi. Câu chuyện như thế này: Đức Bồ Đề Đạt Ma ngày đó đi từ Ấn Độ sang Trung Quốc để truyền giáo, thì vượt qua rất nhiều đèo núi. Thế nhưng ông luôn đi với một tư thế là cầm một cái gậy và quẩy, đeo một chiếc giày ở trên cái gậy lên vai, cầm theo một cái túi nải. Bạn có thể thấy được tượng của Đức Bồ Đề Đạt Ma ở khắp các nơi đều với hình tượng này. Khi Bồ Đề Đạt Ma đi vào diện kiến Vô Đường, thì lúc đó ông Vô Đường rất là ngạc nhiên, vì người ta nói đây là một vị cao tăng. Vậy mà trông ông ta vừa râu ri thì xồm xoàm, nhìn thì rất là dơ, một chân thì mang giày, một chân thì quẩy cái giày lên, trông thật sự là không giống ai cả. Vậy nên là Đức Vua đã hỏi như thế này: Này thầy, vì sao thầy không mang cả hai chiếc giày mà thầy lại treo một chiếc lên như thế kia? Đức Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời: Chiếc giày này đã mang tôi đi trên lưng của nó suốt một đoạn đường rất rất dài, vậy thì bây giờ tôi sẽ mang nó trên vai của tôi. Ông Vua hỏi lại: Tại sao? Thầy đáp lại: Tại sao không? Sau khi kể xong câu chuyện này thì Vi bắt đầu nói: Tại sao không? Tại sao lại không làm như vậy? Đây mới chính là câu hỏi quan trọng nhất. Nhiều người sống ở trên đời lúc nào cũng tự hỏi: Cuộc đời này có ý nghĩa gì? Tại sao tôi phải sống? Tại sao tôi phải học? Tại sao tôi phải làm điều này điều kia? Mà họ không bao giờ hỏi tại sao lại không làm như vậy. Sao lại cứ phải đi tìm ý nghĩa của cuộc sống mà không sống nó đi? Cuộc sống này không có ý nghĩa gì cả, và ý nghĩa của cuộc sống là do chính mỗi người tạo ra nó. Cuộc sống là một món quà. Nó là một món quà để cho mỗi người trải nghiệm. Vì hướng dẫn này là cho đoàn nước ngoài, vậy nên nó có một câu như thế này trong tiếng Anh: Life is a present. Mà từ present vừa có nghĩa là món quà, vừa có nghĩa là hiện tại. Và vì vậy Vi đã nói, chính hiện tại là một món quà. Hãy thôi hỏi ý nghĩa cuộc sống là gì, mà hãy sống nó đi, và rồi bạn sẽ thấy nó có ý nghĩa. Vi đã nói chính xác những lời như vậy.
Lý do mà bây giờ Vi vẫn còn nhớ được đó là bởi vì đó không phải là những lời của Vi. Vi đã quá ấn tượng với những gì mình đã nói đến nỗi mà Vi không thể nào quên được. Tới bây giờ đã là 8 năm. Một đứa trẻ lúc đó không hề biết gì về Phật Pháp, không hề có bất cứ một suy nghĩ nào về lý tưởng sống, đã nói những lời đó. Và Vi biết, đó không phải đến từ hiểu biết của Vi. Nó đến từ hiểu biết thâm sâu nào đó, ở bên trong nó đã bộc phát ra như vậy. Nhưng tới thời điểm này, Vi đã biết được đó là gì. Đó chính là những tri thức từ bên trong Akash, từ muôn ngàn kiếp trước đã được lưu trữ lại ở bên trong mình. Và nếu như gặp một điều kiện, một sự tập trung nhất định, một sự khao khát được biết nhất định, nó sẽ bộc lộ ra. Và có thể nói cách khác hơn, đó chính là trải nghiệm liên kết đầu tiên của Vi với Thượng Đế ở bên trong mình. Vi gọi đó là Thượng Đế ở bên trong. Các bạn có thể gọi đó là Phật tính, có thể gọi đó là tiếng nói ở bên trong, bất cứ điều gì. Vi tin tưởng rằng những người đang lắng nghe Cryon, chắc chắn rất nhiều người trong các bạn đã từng có kinh nghiệm này và có thể sẽ có kinh nghiệm này thôi. Một khi chúng ta bắt đầu tiến tới kết nối với lại trí tuệ bên trong mình, đã đi trên con đường tâm linh, đã đi trên con đường tìm vào bên trong, tìm vào chính bản thể của mình, sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ trải nghiệm được rằng chúng ta không phải chỉ là thân xác và tâm trí này, còn có cái gì đó sâu sắc hơn mà chúng ta chưa biết tới. Nó tồn tại ở đó, chỉ là chúng ta không ý thức được nó vào mỗi giây phút mà thôi. Nếu như bạn đã có trải nghiệm này, bạn hãy chia sẻ ở dưới comment nhé. Hoặc là bạn có thể làm một video và share ra với mọi người. Bạn biết sao không? Khi tất cả chúng ta đều chia sẻ những kinh nghiệm huyền bí của chính bản thân mình, như vậy thì càng nhiều người hơn sẽ thấy được những bằng chứng có thật ở xung quanh họ, càng nhiều người hơn sẽ được tiếp sức mạnh, cổ vũ, khuyến khích, có niềm tin để họ cũng bắt đầu đi vào bên trong và kết nối với trí tuệ ở bên trong, kết nối với Thượng Đế, nguồn ở bên trong chính họ. Cryon vẫn nói trong các bài dẫn kinh, như Vi đã từng post lên ở đây, rằng mỗi người hãy tìm cách đi sâu vào bên trong và khai thác bộ nhớ Akash của mình, nơi lưu trữ tất cả những tri thức trong suốt mọi kiếp sống của bạn đã từng có. Hãy yêu cầu Innate, yêu cầu Akash mang nó lại cho mình, nhớ lại và đưa nó vào chính kiếp sống này. Và rồi bạn sẽ có những khả năng mà bạn không hề ngờ rằng bạn có thể làm được. Những khả năng sẽ phục vụ cho con đường đi mà bạn đã chọn. Đối thoại với Thượng Đế, Thượng Đế cũng đã nói như thế này: ta không phải đang mời gọi những người có đầy đủ khả năng, ta đang mời gọi những người có đủ khao khát, những người có đủ khao khát để phụng sự, và những phẩm chất sẽ được gửi đến cho họ. Bản thân Vi đã kinh nghiệm được điều này khi mình bắt đầu làm được những việc mà mình đã không hề nghĩ rằng mình có thể làm được trong cuộc đời. Và có thể cuộc đời đã luôn chuẩn bị cho bạn bằng vô số những sự kiện, những thử thách vất vả để cho bạn trở thành con người của bạn ngày hôm nay. Nhưng mà bạn có thể không cần phải trải qua rất nhiều thử thách một cách bị động như vậy. Nếu như bạn bắt đầu đi trên con đường tâm linh, bạn bắt đầu có ý thức, bạn bắt đầu có ý định rõ ràng, bạn hãy yêu cầu có được những khả năng đó, bạn hãy yêu cầu có được cái nhìn đó, bạn hãy yêu cầu vũ trụ, yêu cầu Thượng Đế giúp đỡ và trao khả năng đó cho bạn. Và hãy khai thác khả năng mà bạn đã có trong những kiếp sống trước. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn có thể ủng hộ cho công việc của Vi bằng cách ấn nút like, subscribe, ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Bạn cũng có thể donate cho channel với thông tin tài khoản ở phía bên dưới. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.